Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở vườn Anh Trí Thường Tín. Và đến vườn Anh Trí thì không thể không giới thiệu với quý vị một cái tác phẩm Đại Thế Vân Tùng. Một tác phẩm khủng. Quý vị ơi, tác phẩm đẹp lên rất là nhiều. Quý vị nhìn thấy bóng dáng và quý vị nhìn thấy các anh đứng ở tác phẩm. Thì thực sự là các anh so với tác phẩm thì thật sự là nhỏ bé. Một cái tác phẩm cỡ đại, khủng khiếp. Anh ơi, cái này cao từ mặt chậu lên khoảng 2 mét mấy anh? Nó phải tầm 3 mét đây. 3 mét đấy hả? Ừ. Quý vị chiêm ngưỡng đường nét của tác phẩm Đại Thế Vân Tùng. Khủng khiếp như này. 3 mét là phải cả chậu. Anh em cảm nhận là cây sáng lên rất nhiều, đấy, đúng không? Da đẹp lên rất nhiều. Ngày trước đây, thì về đây nó đẹp hơn nhiều. Về đây đẹp hơn nhiều. Ngày trước ở triển lãm Thái Bình thì Bonsai Đức Huy cảm nhận là da nó vẫn có cái màu xỉn xỉn, như hiện nay da sáng, màu tem cây lên rất là nhiều. Mới cả ở dưới Thái Bình này, mặt này mới là mặt chính, nhưng mà cái hôm ấy là họ đã quay cái mặt bên kia sang. À, quay cái mặt bên kia. Còn mặt này mới là mặt đẹp. Vâng, Đại Thế Vân Tùng sừng sững ở vườn Anh Trí. À, thế là anh bây giờ anh chọn mặt này mặt chính. Đấy, thế mặt này mới là mặt chính nhá. Ngày trước là bên này chủ nhân cũ là chọn mặt này mặt chính hả? À. Nhưng mặt này xấu mặt kia nhiều. Vâng. Mặt kia mới là mặt đẹp. Đây quý vị này. Ngày trước là mặt này mặt chính, nhưng mặt nào tác phẩm cũng rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy. Quá đẳng cấp. Một cái tác phẩm mà cỡ đại này, Đại Thế Vân Tục. Và kính thưa quý vị, là khi đến về vườn Anh Trí thì quý vị yêu cây cả nước mới nhìn nhận lại và cảm nhận được sâu hơn về cái độ quý của tác phẩm này. Đây, bây giờ mặt này nhìn nó sáng ra này. Thế vào tác phẩm này thì em nhớ là đầu tiên là Anh Trí nhỉ? Ừ. Đầu tiên là xuất hiện thì là của một cái anh gì, anh ấy rác vàng lên chậu đúng không? Xong mang đi triển lãm nhỉ? Cao Văn Phú. Anh ấy rác vàng lên chậu xong anh mang đi triển lãm này. Đúng rồi. Thế xong rồi qua như nào thì các anh em không rõ lắm nhỉ? Đầu tiên là của anh Oai. Anh Oai bán cho anh Cao Văn Phú. Ở trong miền Nam. Trong miền Nam, anh Cao Văn Phú lúc bây giờ là rác, lúc bây giờ là 5 cây vàng đấy. Rác 5 cây vàng. Đây là chậu hay là đi triển lãm. Thế nhiều triển lãm thì là sau là lại về. Lúc bây giờ anh Cao Văn Phú là đất đai nó bây giờ cũng khó khăn, không là lại bán về đâu là cho mấy anh em ở Thái Bình. Vâng. Xong thì sau là anh mua lại. Anh mua lại. To khủng khiếp. Và nhìn nó có nhiều cái nét chiều sâu. Nhìn nó có nhiều, rất nhiều những cái điểm để chúng ta chiêm ngưỡng. Quý vị ngắm những cái tác phẩm này, quý vị hình dung là quý vị có chưa được ngắm thực tế ấy. Quý vị đứng hàng ngày hàng giờ vẫn không chán mắt. Du lịch Hồng Vân, đây này nó là một trung tâm ở du lịch Hồng Vân đấy. Thế à? Mọi người đến đây là cứ phải chụp ảnh cái này. Vâng. Kính thưa quý vị, sức hút của cây cảnh là vô cùng lớn. Thế và Đại Thế Vân Tùng thì hiện nay cũng đã là cái cây có chỗ đứng nhất định trong làng cây cảnh rồi. Và khi mà nhắc đến tại Đại Thế Vân Tùng thì mọi người yêu cây cảnh đều biết. Và những người quan tâm đến cây cảnh dù không chơi cũng biết. Đấy là cái cây thì hiện nay là một cái cây thương hiệu rồi anh nhỉ? Đã là cái cây thương hiệu rồi. Có tiếng rồi. Thì cái cây thương hiệu rất là quan trọng quý vị nhé. Không phải đơn giản mà tác phẩm có được cái thương hiệu. Thì phải khẳng định được ở các cuộc triển lãm, mọi người, cái khán giả, các nghệ nhân bình phẩm và đưa ra cái đánh giá. Thì qua rất nhiều các cuộc triển lãm, như cái cuộc thi Hoa hậu đó quý vị ạ. Thì qua rất nhiều cuộc triển lãm về tác phẩm đã có chỗ đứng nhất định. Thì lúc đó ai ai cũng phải cảm nhận và phải công nhận đó là cái tác phẩm quý. Thì đây là một cái tác phẩm đã khẳng định được cái thương hiệu cây sao số. Và cái thương hiệu thì trong cây cảnh cũng như quý vị trong cuộc sống, hoặc là cái một cái thương hiệu gì đó nó giá trị vô cùng, giá trị ngàn vàng.
Nam Quan Sa Đéc Huy trở lại và quý vị được ngắm cái chiêm ngưỡng cái tác phẩm này, thì thực sự chứng kiến cái đổi thay và quý vị nhìn thấy cái màu của thời gian, những cái tem cây, tác phẩm đã đẹp lên rất là nhiều. Mà chỉ năm ngoái thôi, tác phẩm thì còn có những cái màu xỉn xỉn, xanh xanh, nhưng mà hiện nay thì tác phẩm đã màu sáng, đẹp lên rất nhiều. Và cái bóng mái của tác phẩm thì kính thưa quý vị là cái bóng mái rất rất là đẹp. Thì kính thưa quý vị, tác phẩm rất rất là to nha quý vị nhé. Mà nhìn thế này thì quý vị chưa thể hình dung hết được. Tác phẩm cao khoảng 3 mét từ mặt chậu lên. Bóng tàn thì cũng phải 4 mét quý vị ạ. Và cái thân bệ thì to, lục lạc. Và có nhiều những cái rễ buông tạo lên cái thành vách, tạo lên cái vẻ cổ kính, uy nghi của tác phẩm. Và bên cạnh đó thì cũng còn có những cái tử, những cái tử treo cũng có, và rất nhiều những cái điểm, những cái cành phông, những cái bông rơi, tạo nét nghệ thuật của tác phẩm, tạo nên cái chiều sâu trong tác phẩm. Quá đẳng cấp rồi quý vị. Đại thế vân tục. Thì kính thưa quý vị, tác phẩm này Bà Sa Đéc Huy cũng cùng với quý vị sẽ chờ đợi một ngày không xa tác phẩm xuất hiện ở cái cuộc triển lãm lớn để cho quý vị yêu cây cả nước. Nhưng quý vị không thể đến vườn anh Chí tham quan được, mà quý vị có thể là được nhìn ngắm thực tế tác phẩm, nhìn ngắm tác phẩm. Và ngắm thực tế thì quý vị chắc hẳn là chắc chắn một điều sẽ rất rất là bất ngờ. Bà Sa Đéc Huy phải đứng rất xa thì mới lấy tổng bóng. Đẹp vô cùng quý vị, đẹp hút hồn người thường lãm. Và ngắm những tác phẩm này thì hết sạch cái mi từ để tả rồi. Anh ấy không phải đơn giản, không phải tự nhiên mà anh ấy sở hữu nhiều cây quý đâu quý vị ạ. Phải là người quyết đoán và người nhìn nhận được và cảm nhận được cái giá trị thực của tác phẩm, những cái tiềm năng ở trong cây. Và có nhiều những cái tác phẩm của cây phôi các anh ấy nhìn thấy cái tương lai, tức là sau 3 năm hay 5 năm, thậm chí là 10 năm thì tác phẩm ở cái tầm nào. Bà Sa Đéc Huy không muốn rời tác phẩm. Cái tác phẩm nó cuốn mình. Và mình cảm nhận là như mình đang bị một cái vẻ đẹp của tác phẩm. Là mình như đang bị một cái cơn cuồng say. Đi vùng quanh mê mẩn với tác phẩm. Thì say mê một cái đẹp, say mê một cái nét nghệ thuật đỉnh cao, thì cái đó là một cái lẽ thường tình của người yêu cây.
những nét tạo tác, những nét phối đá tiểu cảnh. Ngoài cái bông tàn nghệ thuật ra thì còn những cái tiểu cảnh tạo nên cái vẻ đẹp, cái nét cái chiều sâu cho tác phẩm. Nên là chúng ta ngắm có rất nhiều những cái điểm để chúng ta ngắm, chúng ta cảm nhận cái nghệ thuật. Nên là chiêm ngưỡng một tác phẩm thì theo như quan sát Đắc Huy cảm nhận, chúng ta phải dành những cái tĩnh lặng, có những cái phút tĩnh lặng để chúng ta cảm về tác phẩm. Thế nên là chúng ta một khi mà chúng ta cảm nhận được cái nét nghệ thuật của tác phẩm thì chúng ta mới cảm nhận được hết được cái giá trị của tác phẩm, và khi mà cảm nhận được chúng ta mới hiểu được cái vẻ đẹp của tác phẩm. Thì một khi chúng ta không hiểu hết được cái vẻ đẹp của tác phẩm thì tác phẩm có quý đến mấy, có đẹp đến mấy, chúng ta cũng chưa yêu hết tác phẩm. Nhưng mà khi chúng ta cảm nhận được hết đường nét quý thì lúc đấy chúng ta say mê với tác phẩm hơn và trân quý tác phẩm hơn. Thì thưa quý vị, quan sát Đắc Huy cũng hơi lan man một chút, nhưng mà vì tác phẩm đẹp quá nên mới dành những tâm huyết như vậy. Quan sát Đắc Huy đến đây cũng xin phép được dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.